Ở đây nói nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, một mê tất cả mê, một ngộ tất cả ngộ. Chúng ta nên biết điều này. Trong kinh Đức Phật thường nói, thường nhắc nhở, ngộ là chân, mê là giả. Trong Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát cho chúng ta biết giác là chân, mê chẳng phải chân, bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bổn thì nhất định có thể đoạn được, chúng ta thường nói là buông bỏ, kỳ thực đó chính là đoạn hết. Bổn hữu thì nhất định phải tìm lại được, quý vị vốn sẵn có mà. Khi mê có hay không? Vẫn có, chẳng những có mà nó còn khởi tác dụng. Chỉ vì quý vị không biết nên quý vị đã dùng sai nó. Dùng sai nên tạo nghiệp. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ, giác ngộ rồi nên các ngài dùng đúng. Chẳng phải các ngài không dùng, các ngài cũng dùng đấy. Các ngài dùng để giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới. Không chỉ riêng con người, từ chư Phật Bồ Tát trong mười pháp giới cho đến địa ngục A Tỳ. Tác dụng này lớn quá. Chúng ta mê, mê nó vẫn khởi tác dụng, nhưng ta dùng sai, dùng nó để tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện thì vào ba đường lành trong lục đạo. Tạo nghiệp ác thì vào ba đường ác trong lục đạo. Con người thật sự giác ngộ rồi thì lục đạo không còn nữa. Tuy lục đạo không có, nhưng vẫn còn có rất nhiều chúng sanh mê trong lục đạo. Chư Phật Bồ Tát có cần giúp họ không? Cần. Thời thời khắc khắc giúp họ. Vì sao vậy? Bởi pháp giới là một thể. Ba đường lành, ba đường dữ cũng không rời pháp giới. Nếu chúng ta xem pháp giới là thân mình, mười pháp giới chỉ là những khí quản trong cơ thể của mình mà thôi. Có những khí quản bị bệnh, ta có cần quan tâm đến nó không? Có cần chữa trị cho nó không? Chắc chắn phải quan tâm rồi. Ba đường ác là những khí quản bị bệnh của chúng ta. Chỉ có như vậy thôi. Nhưng nó và chư Phật Như Lai vẫn là một thể. Sao ta có thể không quan tâm được? Cho nên, điều thứ nhất trong thập huyền là đồng thời tương ưng. Đồng thời và đồng xứ. Đồng thời, đồng xứ, cụ túc tương ưng. Cụ túc nghĩa là không hề khiếm khuyết. Đây là câu tổng tướng. Chúng ta nhận thức được rõ ràng thì chính câu sau sẽ rất dễ hiểu. Tuy không phải là cảnh giới của phàm phu, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Chỉ như một niệm có đầy đủ tất cả thông tin. Chúng ta dùng danh từ ngày nay mà nói, có thể tin được chăng? Chúng ta thấy khoa học ngày nay tiến bộ,
Thẻ nhớ này, vi tính ngày nay dùng rất nhiều. Máy chụp hình bây giờ cũng dùng thẻ nhớ. Thẻ nhớ chỉ lớn bằng móng tay thôi, trong đó chứa được bao nhiêu dung lượng đây? Tôi đến Úc Châu, có người tặng cho tôi bộ tứ khố toàn thư chứa trong thẻ nhớ. Phần lượng của tứ khố toàn thư rất lớn. Nhưng có bao nhiêu thẻ vậy? Hình như chỉ có mười mấy thẻ, giống như đĩa vậy, chỉ có mười mấy cái dùng chứa trong đó. Mang đĩa này đặt vào vi tính, hiện ra trên màn hình, chúng ta thấy được. Điều này ngày xưa ta không thể nào tưởng tượng được. Một bộ Đại Tạng Kinh mà chỉ có hai thẻ. Chúng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng quay đầu lại xem Kinh Phật, thì ra chúng ta chỉ đọc sơ lược qua, không hề chú ý đến vấn đề này. Trong Kinh nói một niệm đầy đủ tất cả mọi thông tin. Một niệm đó trong thẻ nhớ bằng móng tay của chúng ta đây, không biết có bao nhiêu niệm. Chúng ta biết hiện tượng vật chất từ đâu mà có, từ hiện tượng tâm niệm tích lũy liên tục mà có. Nói thật, vật chất vốn không tồn tại. Không có vật chất, ý niệm, vô lượng, vô số, vô tận ý niệm tích lũy lại một chỗ, là hiện tượng liên tục bộc phát. Mắt ta thấy được, tai ta nghe được, tay ta tiếp xúc được. Đó gọi là hiện tượng vật chất, là cảnh giới tướng của A-lại gia. Khi học duy thức, khi giảng duy thức, giảng rất hay. Nhưng chúng ta thấy sự phát minh của khoa học ngày nay vô cùng kinh ngạc. Kỳ thật, nghĩ đến những thứ đã học, đã giảng, chẳng phải là những điều này sao? So ra còn cao hơn những điều đó nhiều. Những thứ này còn kém xa những điều trong Kinh Đức Phật dạy. Ngày nay nói đến lượng tử, lượng tử là điểm quang nhỏ đã biến thành hiện tượng vật chất rồi. Điểm quang nhỏ đó bao nhiêu thông tin tích tụ ở chỗ đó. Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ có được từ tiếng nổ lớn. Cũng hơi giống đấy, nhưng không phải những điều họ tưởng tượng ra. Quang tử từ đâu mà có? Nó còn nhỏ hơn lạp tử cơ bản nữa. Hầu như là không. Chẳng phải gần không, mà bằng giới không. Thật là không. Nó có một sức mạnh tác dụng, bộc phát ở đó, giống như tia chớp vậy. Trong khoảng thời gian rất ngắn, nhục nhãn của chúng ta không thể tiếp xúc đến. Nhưng nó có rất nhiều điểm quang bộc phát liên tục thì chúng ta có thể thấy được. Chứ một điểm thì không thể thấy được. Nhìn thấy rồi, chúng ta cho rằng đó là vật chất. Có một cái gì ở đó. Trong mỗi điểm quang đều có đầy đủ thông tin.
Trong mỗi điểm quang đều có đầy đủ hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất này là gì? Trong Đạo Phật nói là vô lượng vô biên pháp giới. Các nhà khoa học ngày nay nói là vũ trụ. Vũ trụ bao lớn? Người xưa nói hai câu. Kỳ đại vô ngoại là không có biên giới. Vũ trụ không có biên giới. Kỳ tiểu vô nội. Lượng tử ngày nay nói kỳ tiểu vô nội. Ở đây nói có lớn, có nhỏ. Sau đó lại nói lớn nhỏ là một, chẳng phải hai. Lớn là lớn trong nhỏ, nhỏ là nhỏ trong lớn. Ý nghĩa câu này rất thâm sâu. Nhỏ trong lớn dễ hiểu, nhưng lớn trong nhỏ không dễ hiểu đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều. Kinh Hoa Nghiêm nói đến Di Trần, đây là thuật ngữ Phật học. Ngày nay nói là lượng tử, tiểu quang tử. Trong tiểu quang tử này có thế giới, vô lượng vô biên thế giới ở trong đó. Thế giới không thu nhỏ lại. Tiểu quang tử chẳng phóng lớn ra. Ở trong đó có thế giới. Trong thế giới đó lại có Di Trần. Cũng có nghĩa là còn có tiểu quang tử. Trong tiểu quang tử đó lại có thế giới trùng trùng vô tận. Hiện tượng này các nhà khoa học chưa tìm ra. Khoa học chỉ phát hiện trong tiểu quang tử có thông tin. Thông tin như thế nào? Tất cả tin tức của vũ trụ đều nằm trong đó. Cách nói này là thật đó. Công năng của thức thứ sáu rất lớn. Trong kinh Đức Phật thường dạy, khoa học ngày nay phát minh ra. Thức thứ sáu hướng ra ngoài phan duyên, có thể duyên đến hư không pháp giới. Hướng nội, nó có thể duyên đến A Lại Gia. Các nhà khoa học ngày nay cũng dùng hai cực đoan này mà phát triển. Một là hồng quang thế giới, là đại vũ trụ. Một là lượng tử lực học. Nghĩa là tiểu vũ trụ. Nhưng Đạo Phật nói lớn nhỏ là một, chẳng phải hai. Điều này khoa học vẫn chưa đề cập đến. Từ từ hướng đến chỗ này phát triển ra. Chúng tôi tin rằng qua vài năm nữa, các nhà khoa học có thể nói ra. Nhưng đó không thể kiến tánh. Nguyên nhân gì vậy? Chân tướng sự thật này vốn sẵn có. Khi Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói ra năm câu. Trong đó câu thứ ba Ngài nói rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Tánh đức này vốn đầy đủ, không hề khiếm khuyết tí nào. Chẳng những tất cả chúng sanh bình đẳng. Chúng sanh ở đây phải dùng ý nghĩa trong Hoa Nghiêm Kinh để giải thích. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi được gọi là chúng sanh. Một tiểu quang tử cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi.
Những duyên gì vậy? Trong Đạo Phật nói, ít nhất có 8. Trong hiện tượng vật chất cũng có địa, thủy, hỏa, phong. 4 yếu tố này trong vật chất nhỏ cũng có đầy đủ 4 yếu tố này. Địa là vật chất. Quý vị thấy được dưới lớp kính hiển vi cao độ, thực sự quý vị có thể thấy được. Năm ngoái tôi đi trị sâu răng ở Cao Hùng, thấy con sâu răng giống như con trùng vậy, mắt thường không thấy được, kính lúc thường, kính hiển vi cũng không thấy được. Chỗ răng đau đó, bác sĩ dùng kim theo ra một chút để vào kính hiển vi. Kính hiển vi phóng lớn lên, chiếu lên màn hình, chúng ta thấy rất rõ ràng, đầy kính giống như con dòi vậy. Tôi hỏi bác sĩ phóng lớn lên gấp bao nhiêu lần, ông ta nói 3600 lần, thấy được rồi. 3600 lần. Dĩ nhiên, kính hiển vi này không phải là phòng thí nghiệm của khoa học. Họ dùng thí nghiệm khoa học mà phóng lớn ra, chắc chắn còn hơn nhiều lần. Quý vị có thể thấy được hiện tượng vật chất này là rất nhỏ. Chắc chắn nó có đầy đủ địa, thủy, hỏa, phong. Thủy và hỏa là hai danh từ Phật học. Khoa học ngày nay không dùng danh từ này. Danh từ khoa học là điện âm và điện dương. Nó mang theo điện. Điện dương là hỏa. Điện âm là thủy. Hoặc chúng ta nói có độ ẩm, độ ướt. Yếu tố thứ tư là phong đại. Phong nói lên điều gì? Phong nghĩa là động, nó chấn động, động không ngừng. Nó chẳng phải là tĩnh, nó là động. Chỉ cần là vật chất, vật chất nhất định là động. Không tỉnh lại, nếu tỉnh thì không có vật chất, không thấy nữa. Nó đi đâu vậy? Chúng ta biết. Như trong kinh Đức Phật thường nói, nó về thường tịch quang. Thường tịch quang là tự tánh bất động. Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn không lay động. Nó bất động, bất động nên không có. Khi động thì nó hiện ra, trong tự tánh hiện ra huyễn tướng, chúng ta gọi đó là vật chất. Tuy là vật chất, nhưng trong nó có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là gì? Là thọ, tưởng, hành, thức. Nó có sự cảm thọ. Có phân biệt. Tưởng là phân biệt. Hành là chấp trước. Thức là A-lại-da. A-lại-da gọi là tàn thức. Ngày nay, chúng ta có thể gọi nó là ký ức. Ký ức chất chứa trong đó. Quý vị xem, quang tử cực kỳ nhỏ bé. Chúng duyên hòa hợp mà sanh, đó gọi là chúng sanh. Đạo Phật nói chúng sanh,
hàm nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Tất cả mọi hiện tượng, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Cho nên, nó đồng thời cụ túc. Quý vị xem, một niệm có đầy đủ tất cả mọi thông tin. Một tướng đầy đủ tất cả tướng. Một trần có đầy đủ mười phương sát độ. Một sắc có đầy đủ tất cả sắc tướng. Một âm có đầy đủ tất cả pháp âm. Cho nên tự tại, tương dung, tương tức, ẩn hiện, hàm dung, trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại. Những chân tướng sự thật này đều ở trước mắt. Người không có chướng ngại thấy rất rõ ràng. Không chướng ngại là giác, có chướng ngại là mê. Cái gì chướng ngại? Tập khí, phiền não. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phân chướng ngại thành ba loại, gọi là phiền não, ba loại đại phiền não. Thứ nhất là vô minh phiền não. Cái này rất vi tế. Vô minh phiền não chính là hiện tượng ba động mà các nhà khoa học ngày nay phát hiện ra. Chúng ta thường thấy trong hội Hoa Nghiêm, khởi tâm động niệm là nói về điều này. Sau khi mọi người nghe rồi, ngộ ra được ý nghĩa của nó hay không? Rất khó, bởi vì chúng ta khởi tâm động niệm quá thô. Nó không thô như vậy, nó cực kỳ vi tế. Sự khởi tâm động niệm này, ngay bản thân quý vị cũng không biết. Chẳng những không biết, mà chư Bồ Tát dưới địa vị bát địa cũng không biết được. Ba động cực kỳ vi tế này, danh từ Phật học gọi là vô thỉ vô minh. Vô minh thêm vào hai chữ vô thỉ. Thêm vào hai chữ này rất hay. Vô thỉ là gì? Là không có bắt đầu. Cũng chẳng có lý do. Quý vị nói vì sao nó lại động? Vì sao lại có động này? Quý vị càng hỏi vấn đề càng phức tạp. Vì sao vậy? Bởi càng hỏi nó càng động mạnh. Làm sao đây? Có cách gì không? Mặc kệ nó, đừng lý tới nó. Từ từ nó sẽ êm và nó sẽ biến thành bất động. Bất động là hoàn nguyên. Quý vị không nên tìm nguyên nhân của nó. Cho nên động thứ nhất, cái vi tế đó gọi là vô thỉ vô minh. Sau nó thì có nhân có quả. Cái thứ nhất không có nhân. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Quý vị đừng truy cứu nó. Càng truy cứu càng sai lầm. Sai lầm rồi thì không ra được đâu. Đây là vô minh phiền não. Làm sao chúng ta biết phá được vô minh phiền não? Có một việc rất rõ ràng ngay trước mắt. Phá được vô minh phiền não rồi, ban đêm quý vị nhìn ra bên ngoài là sáng, chứ chẳng phải là đen tối. Vì sao bầu trời lại đen tối như vậy? Vũ trụ lại đen tối như vậy? Đó là vô minh. Nếu quý vị thật sự phá được vô minh, thì vũ trụ này là sáng. Cho nên, trong kinh gọi cảnh giới đó là thường tịch quang. Nó chẳng phải là đen tối, nó là quang minh. Rất sáng, ánh sáng này không chói mắt.
ánh sáng của mặt trời chói mắt, ánh sáng của tia chớp cũng chói mắt, ánh quang minh của tự tánh không chói mắt, nó nhu hòa, giống như nhìn mặt trăng vậy, càng nhìn càng thấy dễ chịu. Chỉ cần một chút xíu ba động yếu ớt thôi, cũng không thấy được ánh quang minh, mà là một bầu trời đen tối, cho nên gọi là vô minh. Đó là loại thứ nhất. Chúng sanh trong mười pháp giới vẫn chưa phá được. Không riêng gì lục đạo trong mười pháp giới, mà A-la-hán, Bồ-tát, Bích-chi Phật, Phật trong mười pháp giới cũng chưa phá được. Cho nên, nếu quý vị hỏi họ ban đêm thấy thế nào, họ sẽ nói ban đêm là một màn đen, vũ trụ là đen tối. Chúng ta ở gần mặt trời. Quý vị xem ánh sáng quả mặt trời chiếu đến quả địa cầu này có 8 phút. Quý vị nhìn lên bầu trời thấy rất sáng. Kỳ thực, kỳ nhật thực, quý vị sẽ phát hiện ra bóng của mặt trăng đã che khuất mặt trời. Che khuất mặt trời nên chúng ta không nhìn thấy, khắp nơi tối đen. Vô minh hiện tiền. Nếu là người kiến tánh, thường tịch quang của tự tánh hiển lộ, thấy vũ trụ sáng, trong vũ trụ không còn thấy bóng đêm. Chúng ta đã phá được vô minh chưa? Kiểm nghiệm từ đây sẽ thấy được rất rõ ràng. Từ vô thỉ, vô minh khởi lên phân biệt. Phiền não phân biệt này rất nặng. Quý vị đã bước vào mười pháp giới, tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. So với lục đạo thì nó là tịnh độ. Trong lục đạo nhiễm ô, không thanh tịnh. Còn nơi đó thanh tịnh không nhiễm ô, nên gọi là tịnh độ. Chỉ phân biệt, không chấp trước. Nếu từ phân biệt khởi lên chấp trước, lại đọa lạc xuống dưới, đọa lạc đến lục đạo. Lục đạo là nhiễm ô, trong nhiễm ô có thiện ác. Ý niệm thiện, điều này cần nên biết. Hoàn cảnh bên ngoài, cảnh tùy tâm chuyển. Trời đất do mình tạo nên, không liên quan gì đến người khác. Quý vị khởi tâm động niệm là thiện, hành vi tạo tác là thiện, chiêu cảm ba đường lành. Nếu ý niệm bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, sẽ chiêu cảm ba đường ác. Lục đạo từ đâu mà có? Tự mình tạo ra. Trong kinh Đức Phật dạy rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngài lại nói rằng, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tướng không những bao gồm diện mạo của chúng ta, mà bao gồm cả tình trạng sức khỏe nữa. Vì sao có người mạnh khỏe, tướng mạo trang nghiêm, có người tướng mạo không đẹp, sức khỏe không tốt? Do ý niệm không giống nhau. Ý niệm này gọi là ý niệm thiện ác.
Xã hội ngày nay loạn động. Con người sống trên thế gian này vô cùng vất vả. Nam nữ già trẻ, các hạng nghiệp cũng không ngoại lệ. Hiện tượng phổ biến là không cảm thấy an toàn. Phiền não này rất nghiêm trọng. Nguyên nhân gì vậy? Bởi mê quá sâu dày. Mê quá trầm trọng. Đây là bệnh nặng, chứ không phải bệnh nhẹ đâu. Cho nên, cõi người là một trong ba đường lành. Ngày nay, cõi người hình như không phải là đường lành nữa rồi. Mà nó giống như đường ngạ quỷ trong Kinh Đức Phật dạy, gần như đường ngạ quỷ, đường địa ngục vậy. Vì sao lại ra nông nỗi này? Cõi người, cõi trời cũng có bệnh, nhưng nhẹ hơn một chút. Nhưng ngày nay sao lại nghiêm trọng như thế? Là sao vậy? Không cần nói nhiều. 30 năm trước, năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông. Tôi đã ở Hồng Kông giảng kinh 4 tháng. Khi đó Hồng Kông rất đẹp. Không như bây giờ, khác nhiều quá. Bây giờ con người tánh tình thô bạo. Thật sự không cảm thấy an toàn. Hiện tượng này vào thời đó không có. Trong cuộc sống có niềm vui. Bây giờ không vui, chỉ có khổ thôi. Càng về trước, xã hội càng an định. Tuy cuộc sống vật chất thanh đạm, nhưng có niềm vui. Nguyên nhân từ đâu vậy? Nguyên nhân do ngày xưa có người dạy. Dạy điều gì? Dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Cho nên họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác thiện nhiều hơn ác. Đạo lý nằm ở chỗ này. Ngày nay không có người dạy, không có bậc thiện nhân dạy, không có người tốt dạy, nhưng vẫn có người dạy quý vị. Ai dạy vậy? Ma Vương Ba Tuần dạy quý vị. Ngày nay, Ma Vương Ba Tuần nắm giữ quyền giáo hóa toàn cầu. Tất cả nằm trong tay nó. Nó từng đến tìm tôi. Nó nói với tôi, không được sự đồng ý của nó, xâm phạm đạo tràng của nó. Khi đó tôi không hiểu. Tôi nói tôi không hề xâm phạm đạo tràng của ông. Nó cũng không biện giải gì. Sau này tôi mới hiểu ra đạo tràng của nó là gì. TV, Internet, vệ tinh là đạo tràng của nó. Đã lâu rồi chúng tôi dùng giảng kinh, chúng tôi cũng có một đài vệ tinh, cũng dùng mạng Internet là xâm phạm đạo tràng của nó. Thì ra vệ tinh, TV, Internet đều nằm trong tay nó. Nó dạy điều gì? Nó dạy bạo lực, dạy sắc tình, dạy sát đạo, dâm vọng. Tôi mới hiểu ra.
Trong tiểu thừa có hàng ma, trong đại thừa thì không có. Vì sao vậy? Bởi ma cũng là Phật, nó cũng có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ là nó cống cao ngạo mạn, tầm háo thắng rất mạnh. Tôi cũng lập một bài vị cho nó, xem nó như Bồ Tát vậy. Thật sự khi đó tôi không thương lượng với nó, mà đã làm kênh TV, mạng Internet. Ngày nay ai dạy quý vị? TV dạy, Internet dạy, dạy con người hư hết. Nhân tố trong đây vô cùng phức tạp, không thể trách bất cứ ai. Chúng ta cũng không thể trách ma ba tuần. Ma là sao? Là đời đời kiếp kiếp. Chúng ta quá chủ quan, không đem giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả phổ biến khắp thế gian. Chúng ta đã bỏ qua. Chúng ta quá chủ quan. Thế kỷ trước, trong 100 năm, đời này không bằng đời trước. Đến nay thì đã sụp đổ hết. Giống như bờ đê của con sông vậy. Mấy ngàn năm trước, bậc cổ nhân đã giữ vững bờ đê này. Có một chút rò rỉ là phải sửa chữa ngay. Từ khi triều đại nhà Thanh diệt vong, dân quốc thành lập là bỏ qua rồi. Đến nay hầu như đổ vỡ hết. Hiện tượng thế nào? Đối với mỗi cá nhân mà nói, có rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm. Thân tâm chúng ta chịu khổ, môi trường sống thì sao? Ngày nay mọi người nói về tai nạn của thiên nhiên, động đất liên tục. Núi lửa thức dậy, sóng thần nghiêm trọng. Những tảng băng ở Nam Bắc Cực tan ra nhanh chóng, nước biển dâng cao. Trong tương lai, những thành phố vùng ven biển đều bị nhấn chìm. Lần này tôi đến Italy, đặc biệt đến Uniti xem, vì đó là thành phố trên mặt nước. Có thể lần sau đi sẽ không thấy được nữa. Tôi thấy du khách ở Uniti rất đông. Người dân địa phương cho chúng tôi biết, bình quân mỗi ngày có hơn 10 vạn người, đều là khách tham quan, chắc họ cũng muốn đến xem một chút. Có thể qua vài năm sẽ không còn thấy nữa. Những thứ đó là gì? Đó đều là bệnh phát. Có thể cứu được chăng? Quý vị xem dự ngôn của người xưa đều đã cảnh báo chúng ta. Các nhà khoa học căn cứ vào sự chứng nghiệm phán đoán sự thay đổi của quả địa cầu này không bình thường. Nhiệt độ của Nam Bắc Cực 50 năm trở lại đây đã thay đổi 5 độ.
Cho nên khí hậu không được bình thường. Đây đều là những triệu chứng không được bình thường. Chúng ta có cách nào cứu vãn chăng? Trong giáo pháp Đại Thừa nói, có, chắc chắn có. Bất cứ dự ngôn nào hay sự suy đoán của khoa học đều là cảnh giới ngay khi đó. Những điều họ thấy không sai. Nhưng những dự ngôn và suy đoán đó đều không phải là định luận. Vì sao vậy? Bởi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm niệm của chúng ta thường xuyên thay đổi. Nếu tâm niệm bất thiện, sẽ bị họ đoán đúng, và tai nạn sẽ hiện tiền. Nếu chúng ta biết được việc này, chuyển đổi ý niệm một chút, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, tai nạn sẽ không còn nữa. Kiểm nghiệm từ đâu đây? Từ ngay tự thân. Chuyển ý niệm thì thân thể mạnh khỏe. Những tế bào bệnh độc đều phục hồi trở lại bình thường. Đây là tự độ, tự mình cứu lấy mình. Ý niệm của chúng ta chuyển đổi, bệnh đau trên cơ thể của chúng ta chuyển đổi rồi. Khu vực chúng ta ở đây, cảnh tùy tâm chuyển mà. Chỗ này có động đất, nhưng không bị động đất. Có sóng thần, không bị sóng thần. Có nạn ôn dịch, không bị ôn dịch. Đạo lý gì vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rất rõ. Bởi cảnh giới sẽ thay đổi theo ý niệm. Ý niệm của con người thiện thì tất cả đều thiện. Đây nói về điều gì? Nói về đồng thời cụ túc tương ưng. Bởi tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ này, nó liên quan mật thiết với ý niệm của chúng ta. Cho nên, bất luận là vô tình hay cố ý, khởi lên một ý niệm chắc chắn có sự ảnh hưởng. Và sự ảnh hưởng này rất sâu rộng. Chúng ta thật sự hiểu được, nhiều năm huân tu trong giáo pháp Đại Thừa như thế, đối với những lời dạy của Đức Phật hiểu được rõ ràng. Ý niệm nào là tối thiện? Là thiện trong thiện. Thuần tịnh, thuần thiện chính là một câu A-di-đà. Quý vị thật sự buông bỏ vạn duyên, không có tạp niệm. Từ sáng đến tối, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà. Rất hữu dụng. Quý vị xem, Lưu Tố Vân cư sĩ ở Đông Bắc, cô ấy có được lợi ích chăng? Bị bệnh lao da ban đỏ nặng như thế. Căn bệnh này còn nghiêm trọng hơn ung thư. Chẳng phải một câu Di Đà là hết bệnh đó sao? Cô ấy từng đến đây, quý vị xem trên người cô ấy không còn một vết sẹo. Hỏi cô ấy chữa bằng cách nào? Cô ấy nói niệm Phật. Theo căn cứ của các nhà khoa học, ở đây họ nói về sự quan trọng của ý niệm. Một thành phố có 100 vạn người ở.
100 vạn người, cần bao nhiêu người thanh tịnh khiến cho thành phố đó không bị thiên tai? 100 người chân chánh tu tập, 100 vạn người trong đô thị này tạo nghiệp, 100 người này là thiểu số, họ tu tập nghiêm chỉnh, có thể khiến cho tai nạn của những người tạo nghiệp đây giảm nhẹ đi. Được không? Ta có thể tin được chăng? Quý vị có tin không? Chỉ cần 100 người, tôi tin đấy. Tôi tin người xưa có nói, tà không thắng chánh. Một trăm vạn người tạo nghiệp, tuy rất nhiều, nhưng đó là tà. Tâm niệm của 100 người này là chánh, tà không thắng chánh. Cho nên, thiện tâm, thiện niệm của 100 người đây có thể giữ cho thành phố 100 vạn người này không bị thiên tai. Cả thế giới có hơn 60 ức người. Các nhà khoa học tính cần phải có bao nhiêu người thì mới có thể cứu được quả địa cầu. Họ nói cần 8.000 người là có thể cứu được quả địa cầu. 8.000 người không khó tìm đâu. Các nhà khoa học kiến nghị với chúng ta, nói chúng ta dùng TV, dùng mạng Internet, không cần phải tập hợp một chỗ. 8.000 người này ở khắp nơi tu tập chân chánh. Cho nên, trong hiệp hội của chúng tôi khởi xướng tu lục hòa kính. Đây là việc hay, không cần tập hợp lại một chỗ. Bản thân quý vị thật sự có sứ mệnh này, thật sự giác ngộ. Tôi tu tập trang nghiêm, tôi có thể giúp cho những chúng sanh khổ nạn. Đầu tiên là cứu chính mình và cứu những chúng sanh khổ nạn sống trên quả địa cầu này. Rất có lý. Bản thân chúng ta cần suy nghĩ xem kiếp này được làm người ở trên thế gian để làm gì. Trong kinh, Đức Phật cho chúng ta một đáp án: nhân sanh thù nghiệp. Đáp án này quá hay. Trong đời quá khứ hành thiện tích đức, kiếp này đến cõi người này hưởng phước, trả hết nghiệp báo đến để hưởng phước. Nếu kiếp quá khứ tạo ác nghiệp, kiếp này đến cõi người để thọ khổ, đến để thọ báo. Thứ ba là người giác ngộ. Họ hiểu rõ, không thọ khổ vui. Họ đến đây làm gì? Đến để nâng cao cảnh giới của mình, đến để hóa giải khổ báo của chúng sanh. Điều này có ý nghĩa, có giá trị. Cho nên, bản thân tu tập trang nghiêm, chẳng những vì chính mình, mà còn vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới. Cần nghiêm chỉnh, nỗ lực tu tập. Đức Phật dạy chúng ta, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu này, Ngài nói rất hay. Khi Đức Phật còn tại thế, suốt đời Ngài làm bậc bô phạm cho chúng ta. Quý vị xem, suốt đời Ngài sống cuộc đời lưu lạc. Ngài ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây. Đây là cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tài sản của Ngài chỉ có 3 y 1 bình bát.
ngoài ra không có gì hết. Sự nghiệp của Ngài là hằng ngày dạy học. Năm 30 tuổi khai ngộ. Từ đó về sau, bắt đầu dạy học. Năm 79 tuổi viên tịch. Giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Không ngừng nghỉ một ngày nào. Một người cũng vậy, hai người cũng vậy. Mấy trăm người, mấy ngàn người, Ngài cũng vậy. Đức Phật là nhà giáo dục, Đức Phật là thầy giáo giỏi. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Ngài dạy điều gì? Giáo dục phổ biến thế gian, không ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả. Đây là phổ biến. Bậc lợi căn, họ không vừa lòng với những điều này. Đức Phật mở cửa phương tiện, đặc biệt dạy cho họ. Nếu dùng cách nói ngày nay là Ngài dạy khoa học, triết học. Tôi đã vào đạo Phật từ con đường triết học. Thầy của tôi là nhà triết học. Thầy đã giới thiệu đạo Phật cho tôi. Thầy nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế gian này. Triết học trong Kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi đã đến với đạo Phật như thế. Thầy giáo còn nhắc nhở một câu, ngày nay anh muốn học triết học trong Kinh Phật, nó không ở trong chùa, nó ở đâu vậy? Ở trong kinh điển. Sự nhắc nhở này rất hay. Nếu đến chùa không thấy triết học, khoa học, sẽ cảm thấy thầy giáo có vấn đề. Thầy ấy đã nói với tôi rất rõ ràng như vậy. Những vị xuất gia trong chùa ngày xưa thật sự có học vấn, có đạo đức. Xã hội ngày nay thay đổi. Vì sao vậy? Bởi họ không học. Thế mới biết được đời này bản thân chúng ta nên đi con đường nào, mục tiêu cần truy cứu là gì. Trương Gia Đại Sư khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đã nhận lời. Tôi học Phật 59 năm rồi. Giảng kinh dạy học 52 năm. Không có đạo tràng. Một mình đi khắp nơi. Xem như pháp duyên không tồi. Bất luận đi đến đâu cũng có người hoan nghênh tiếp đón. Nhưng rất tiếc là bây giờ rất ít người học Phật. Vì sao vậy? Bởi quá vất vả. Không chịu khổ thì không học được đâu. Học Phật phải chịu được khổ, phải trì được giới. Giới là vô thượng bồ đề bổn. Vô thượng bồ đề chính là thành Phật. Thành Phật căn bản ở chỗ trì giới. Học giới luật từ đâu? Học từ Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên. Giới luật của đạo Phật học từ thập thiện nghiệp. Vì sao ngày nay thập thiện nghiệp cũng không hành được? Thập thiện nghiệp đạo còn có nền tảng.
Ngày xưa ba nhà thích đạo Nho, vừa nhập môn là cội rễ. Đệ tử quy của nhà Nho, cảm ứng thiên của nhà đạo, thập thiện nghiệp của Phật giáo, nền tảng thích đạo Nho đều phải học hết, nhất định phải học tập từ đệ tử quy. Nếu bạn nói Thượng Đế, trong 28 tầng trời đều có Thượng Đế, rốt cuộc gì đang là Thượng Đế? Không thể hàm hồ qua lo, luôn phải làm cho rõ ràng. Hơn nữa phạm vi của mọi tầng lại rất rộng. Thí như địa cầu rất lớn, trên địa cầu có rất nhiều quốc gia, và lúc trước là hoàng đế quốc gia nào? Nói tổng thống thì tổng thống của quốc gia nào? Bạn cũng phải tường tận. Thiên thượng nhân gian phức tạp, không hề như nhau. Thiên thượng so nhân gian chúng ta còn phức tạp hơn so với địa cầu chúng ta. Bạn không làm cho rõ ràng thì làm sao được? Bên dưới tầng trời còn có cõi Atula, sau đó thì là cõi người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đây là Phật nói, chúng ta vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp chỉ ở nơi đó đi qua một vòng, không thể ra khỏi. Cái hiện tượng này từ chỗ đâu mà đến? Thực tế mà nói, sáu cõi vốn dĩ không có, là do chính mình tạo, không phải người khác tạo. Tôn giáo bên ngoài nói Thượng Đế tạo, trong Phật Pháp thì không phải nói Thượng Đế tạo, do chính mình tạo. Chính mình làm sao tạo? Chúng ta nói rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa, các đồng tu nghe đã quá quen thuộc, thế nhưng ấn tượng vẫn không sâu. Làm sao tôi biết được các vị ấn tượng không sâu? Tâm của các vị, hành vi của các vị không hề thay đổi. Tâm của bạn không giống như tâm Phật, hành vi của bạn không giống như Bồ Tát hành. Đây chính là nhận biết của các vị vẫn chưa đủ sâu, không chuyển được cảnh giới. Phật nói, đời sống vốn dĩ chúng ta không hề khác gì với chư Phật Như Lai. Tại vì sao hôm nay có thể biến thành ra như vậy? Hôm nay mê rồi. Cho nên, chư Phật, Bồ Tát khác biệt với những chúng sanh chúng ta ở ngay chỗ nào? Các ngài giác ngộ, chúng ta thì mê hoặc. Các ngài giác mà không mê, chúng ta là mê mà không giác. Mê mà không giác thì vào sáu cõi luân hồi. Giác mà không mê thì ở pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân, thế giới cực lạc là pháp giới nhất chân. Thế giới hoa tạng, trên Kinh Hoa Nghiêm nói là pháp giới nhất chân. Trong thế giới đó không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Trong thế giới đó, người người đều là người thượng thiện. Không chỉ nói thiện, thượng thiện, thiện nhân trong người thiện, người tốt trong người tốt. Chúng ta vốn dĩ là phải qua loại hoàn cảnh đó. Hiện tại mê rồi. Kiểu dáng của mê là thế nào? Chúng ta phải biết. Nếu không mà nói, giác cùng mê, mơ mơ hồ hồ mà nói, chúng ta rất không dễ gì lý giải. Phật nói, người giác ngộ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Người mê hoặc có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Từ cái tiêu chuẩn này chúng ta thử nghĩ xem, chính mình là giác hay là mê? Không phải là rõ ràng lắm rồi hay sao?
Một ngày từ sớm đến tối, nghĩ tưởng sằng bậy, đây là mê, không phải là giác. Người giác ngộ, không có vọng tưởng. Phật ở trên kinh, giác tâm thanh tịnh, giác tâm không động. Chúng ta học Phật, phải học được giống như Phật. Học từ chỗ nào vậy? Chính ngay chỗ này mà học. Đây gọi là học từ căn bản. Học không đồng tâm. Mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tai nghe tất cả âm thanh, mũi ngửi các loại mùi vị, lưỡi nếm các loại vị ngon. Phải học cảnh giới Bồ Tát rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo là trí tuệ, không mê, trong tâm trong sạch vắng lặng, không nhiễm một trần. Thấy sắc, nghe tiếng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Loại người này chính là Bồ Tát. Ngày nay chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, khởi tâm động niệm, đó chính là mê, chính là không giác. Đây chính là phàm phu. Khởi lên tâm gì? Thuận theo ý của chính mình thì khởi tâm tham ái. Không thuận ý của chính mình thì khởi lên cái tâm ghét bỏ. Ngày ngày chúng ta làm những việc này, khởi cái loại tâm này thì gọi là tạo nghiệp. Không nên cho rằng ta mới khởi ý niệm, ta vẫn chưa biểu hiện ở trên hành vi, đã tạo nghiệp rồi. Cái tâm này đã không thanh tịnh, tâm liền bất thiện. Ở trên kinh luận Phật nói rất nhiều, y theo Phật kinh những cái thuật ngữ này chúng ta không dễ gì hiểu được. Ta nói chuyện nói được rõ một chút, cạn một chút, mọi người dễ dàng nghe hiểu. Sáu cõi do đâu mà có? Là chính vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta mà biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nhất định không có sáu cõi. Trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Hai câu nói này liền nói rõ Phật Bồ Tát giác không cả đại thiên chính là không có sáu cõi luân hồi. Đại thiên thế giới chính là sáu cõi luân hồi. Người giác ngộ không có, người mê có. Người mê như nằm mộng vậy, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, có sáu cõi luân hồi. Vô đây có thể biết sáu cõi luân hồi không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, loại cảnh giới này mộng huyễn bào ảnh mà thôi, làm gì mà chân thật. Thế nhưng hiện tại chúng ta phiền phức chính ngay chỗ nào? Chúng ta phiền phức ngay chỗ không thể giác ngộ. Việc này ở ngay trong mộng không thể tỉnh lại, phiền phức chính ngay chỗ này. Làm sao có thể gọi là ở trong mộng tỉnh táo lại? Việc này nhất định phải trường kỳ huân tu ở trong Phật Pháp. Ngày hôm qua, chúng ta giảng viên bản Bộ Kinh Địa Tạng. Sau cùng, Pháp Sư Thanh Liên trong tổng kết khuyên bảo chúng ta phải thân cận thiện sư. Niết bàn diệu âm chính ngay chỗ này. Cho nên ngay trong một đời này của chúng ta, có thể phá mê khai ngộ hay không? Thực tế mà nói, quan hệ của lão sư quá lớn. Thế nhưng ở vào xã hội hiện tại, không tìm được lão sư tốt, đến đâu để tìm?
Tại vì sao không tìm được? Không có sư đạo. Mọi người không biết hiếu dưỡng cha mẹ, không biết được tôn sư trọng đạo, cho nên lão sư không có. Nếu như bạn chân thật hiểu được, chân thật có thể làm đến được hiếu thân tôn sư, Phật Bồ Tát liền sẽ hóa thân đến làm lão sư cho bạn. Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Bạn thấy Phật Bồ Tát từ bi đến mức nào? Do đó, then chốt vẫn là ở chính bạn có chịu học hay không? Có phải thật tâm muốn học hay không? Thật tâm muốn học, Phật Bồ Tát liền thị hiện đến để làm thiện tri thức. Bạn không có thành ý, Phật Bồ Tát không có cái yêu cầu này thì các ngài sẽ không đến. Giờ đây có thể biết, chúng ta cầu thiện tri thức có bí quyết, không phải không cầu được. Bạn phải hiểu được cầu bằng cách nào. Quyết định có cảm ứng tương thông, phải có thể cảm được thiện tri thức đến dạy bảo chúng ta. Chân thật có cái tâm đoạn ác tu thiện, có nguyện phá mê khai ngộ, bạn liền cảm được thiện tri thức. Có thiện tri thức chỉ dẫn, tu tập thời gian dài lâu, chân tướng của vũ trụ nhân sanh dần dần sẽ tường tận. Không chỉ biết được tình hình hiện tiền của chúng ta, quá khứ, vị lai đều có thể thông đạt tường tận, trí tuệ của bạn mới xem là khai mở. Trí tuệ khai rồi, vấn đề này liền có thể giải quyết. Cho nên sáu cõi là do đây mà ra. Chúng ta ở trên giảng đường thường hay nói, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ba loại này đều có. Hiện ra cảnh giới là sáu cõi. Nếu như bạn có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước, chấp trước buông bỏ, sáu cõi liền không còn. Đó là hoàn cảnh gì vậy? Là pháp giới bốn thánh. Trên kinh các vị thường đọc, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật, liền xuất hiện ra xã hội như vậy, hoàn cảnh đời sống như vậy. Giả như chúng ta cùng đem phân biệt xả bỏ, chấp trước không còn, phân biệt không còn, xin nói với các vị, pháp giới bốn thánh cũng không còn. Giờ lúc đó xuất hiện ra một hoàn cảnh đời sống, chính là pháp giới nhất chân. Hoàn cảnh đời sống của chư Phật Bồ Tát, bạn mới có thể bước vào. Bước vào thực tế mà nói, bạn liền có thể trở về nhà. Đó là quê hương chân thật của chúng ta. Sau khi quay về nhà, vọng tưởng là rất nhẹ, dần dần mà đoạn. Vậy thì không cần phải dội. Cho nên phải biết được sáu cõi từ chỗ đâu mà có. Đời người chúng ta rốt cuộc rồi như thế nào thì không thể không làm cho tường tận. Thì không thể không làm cho tường tận. Không thể không nghĩ nhiều về những vấn đề này. Đây là vấn đề lớn. Thành thật mà nói, cái thứ này cũng là thiên tánh. Rất ít người nghĩ đến cái vấn đề này.
Ngay trong một đời này của tôi, đích thực cũng rất kỳ lạ. Tôi 14 tuổi đã nghĩ đến cái vấn đề này. Tôi 14 tuổi bị thất học, gia cảnh bần hàn, không đóng nổi tiền học phí, không cách gì đi học. Thường hay ở dưới gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Ta đến cái thế gian này để làm gì? Tại vì sao ta đến? Tôi nghĩ đến những vấn đề này. Ta đến đây để làm gì vậy? Mỗi ngày đều nghĩ, vì sao gặp được Phật Pháp, những đáp án này của tôi liền được giải quyết. Bạn không nghĩ đến những vấn đề này thì bạn không có vấn đề. Bạn làm sao có thể hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh? Thường hay nghĩ, đây là nhà Phật nói, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Đây gọi là nghi tình. Đây không phải là hoài nghi. Bạn mới có chỗ ngộ. Vậy hiện tại chúng ta đầy đủ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ba thứ này đều rất là nghiêm trọng. Nhất là chấp trước kiên cố, tạo thành một hoàn cảnh đời sống chúng ta hiện tại khổ đến như thế này. Trên lịch sử, xưa nay không tìm thấy hoàn cảnh đời sống của chúng ta hiện tại ác liệt. Tai nạn rất nhiều. Nói đến tai nạn, hôm nay có một đồng tu đem đến cho tôi một tờ báo, báo của ngày hôm qua. Tôi trước giờ không xem báo, cũng không nghe phát thanh tin tức. Họ mang đến cho tôi xem, nói là ngày 18 tháng 8 có tai nạn. Nói là 10 tinh cầu của Thái Dương Hệ xếp thành một chữ thập. Tôi nghe nói rồi, có thể có tai nạn. Tai nạn rốt cuộc đến mức độ nào? Tôi không dám nói. Đại khái không ai nói chuẩn được. Thế nhưng ảnh hưởng thì nhất định có. Thế nhưng các vị phải nên biết, dự ngôn của người phương Tây đều nói tai nạn này là ngày tàn của thế giới. Là người phương Tây nói. Ngày cùng của người phương Tây. Người phương Đông chúng ta thì không phải là ngày cùng. Người phương Đông không có nói ngày cùng. Người phương Tây nói ngày cùng thì đương nhiên là ngày cùng của họ. Người phương Đông chúng ta nói, bạn xem trên kinh Phật nói, pháp dần của Phật vẫn còn đến 9.000 năm, thì làm sao là ngày cùng được chứ? Pháp dần của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Hiện tại Phật lịch mới có 2.500 năm. Vậy sao vẫn còn rất dài lâu? Làm gì là ngày cùng chứ? Cho nên các vị đồng tu cứ hết sức an tâm. Tôi ở nơi đây nói những lời nói này khiến cho mọi người an tâm lại, biết được có sự việc như vậy. Thế nhưng quyết không phải là ngày tàn. Huống hộ chúng ta ở ngay chỗ này, giảng đường cư sĩ Lâm chúng ta đồng tu niệm Phật đường. Cái đạo tràng này hiện tại là đạo tràng mô phạm thế giới. Cái đạo tràng này không phải là cư sĩ Lâm xây, không phải vì khu vực này mà xây, là mô phạm của toàn thế giới. Đương nhiên, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Bạn được chư Phật hộ niệm, được Thiện Thần bảo hộ, cái khu vực này đều được bình an. Thế nhưng, phàm hễ thiên tượng có một số hiện tượng không bình thường xuất hiện ở Trung Quốc chúng ta ngày nay. Trong lịch sử vào thời xưa, tôi đã đọc qua rất nhiều loại tinh tượng xếp hàng là hung tướng, không phải là hiện tượng tốt.
Vào thời trước, Dương Công đại thần, những đại dương đại thần, thậm chí đến thủ trưởng, trưởng huyện thị ở các địa phương, và lúc đó họ hiểu được điều trai giới mộc dục, đều biết đoạn ác tu thiện, ăn uống đi lại, và lúc đó đặc biệt tiết kiệm. Hoàng đế thì giảm thiện. Bình thường hoàng đế ăn cơm, các vị nên biết là 100 món. Cho dù ông có ăn hay không, nhất định là 100 món. Giảm thiện là gì? Giảm đi phân nửa, 50 món ăn. Vì sao vậy? Cầu phước. Vì sự sống thiên hạ mà cầu phước. Thế nhưng người hiện tại không chú trọng đến việc này. Người hiện tại cho rằng thế nào? Những hiện tượng này không liên quan gì với con người chúng ta. Vào thời xưa biết, hiện tượng của đại tự nhiên cùng đời sống của chúng ta, cùng tư tưởng hành vi của chúng ta có quan hệ. Không phải không có quan hệ, còn liên quan mật thiết. Cho nên phàm hễ có loại tin tưởng dị thường này xuất hiện, họ đều có tính cảnh giác rất cao. Đoạn ác tu thiện. Người phạm tội có thể tha thứ, đều có thể giảm nhẹ hình phạt, gọi là đại xá. Làm việc tốt, hy vọng có thể bù đắp, thay đổi những hung tai này. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, cho nên ở ngay trong cái hoàn cảnh này, chúng ta phải nên đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Dùng tâm chân thành thanh tịnh, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới. Chúng ta dốc hết chút sức mọn của mình, hy vọng những thiên tai nhân họa này có thể giảm ít, thời gian có thể rút ngắn, dốc hết chút thành ý của chúng ta. Đây là tự hành hóa tha, vô lượng công đức. Đây là nói rõ tình hình sáu cõi là do đâu mà ra. Vô số tai biến thế gian này là do đâu mà ra. Nghiệp nhân của đường ngạ quỷ chủ yếu là lòng tham. Lòng tham đọa ngạ quỷ. Rõ ràng nói sáu cõi. Tại vì sao người thế gian thường hay nói người chết rồi thì làm quỷ? Nói được khẳng định đến như vậy. Khi chúng ta nghe rồi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng vẫn là có đạo lý. Đạo lý gì vậy? Bạn thử nghĩ xem, có ai mà không tham? Tham tài, tham danh, tham sắc, tham ăn, tài sắc danh thực thùy, họ đều tham luyến. Chỉ cần là tham chính là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Do như vậy mà thấy ra chân thật đại đa số người chết rồi đều làm quỷ. Cho nên nói là họ làm quỷ, nói ra thì cũng không quá đáng, cũng có chút đạo lý. Thế nhưng chúng ta phải nên biết, người chết không nhất định đi làm quỷ, hoàn toàn xem nghiệp nhân của họ. Đường súc sanh là ngu si, đường Atula là hiếu thắng. Tu tất cả thiện pháp mà cống cao ngã mạn chính là đọa vào đường Atula. Nghiệp nhân của sáu cõi chúng ta đều rõ ràng, đều tường tận, liền biết được nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Chính mình ở sáu cõi, ở mười pháp giới, hoàn toàn là chính mình làm chủ.
không phải người khác làm chủ. Đây là đại học vấn. Đây là việc lớn nhất của đời người. Phật nói với chúng ta, thù thắng, đệ nhất thù thắng nhất là siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Ngoài sáu cõi ra, còn có A-la-hán, còn có Bích Chi Phật, có Bồ-Tát, có Phật. Tại vì sao chúng ta không đi làm Bồ-Tát, đi làm Phật? Đó mới là người chân thật thông minh, người chân thật có trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng bộ kinh này, mục đích chính là bảo chúng ta đi làm Phật, siêu diệt sáu cõi luân hồi, đi làm Phật. Không gian đời sống của Phật thì lớn, tận hư không khắp pháp giới là không gian đời sống của Ngài, không như không gian của sáu cõi nhỏ. Cái chu vi này hẹp, rất khó siêu vượt. Nếu chúng ta không muốn đọa địa ngục, phải tu tâm từ bi, tâm yêu thương. Tâm yêu thương tu bằng cách nào? Mỗi người ở thế gian này đều có vật mà trong lòng bạn yêu thương. Bạn thử nghĩ xem, bạn ngay trong một đời này, việc gì là khiến cho bạn yêu thương nhất? Bạn đem cái lòng yêu thương này mở rộng, yêu thương tất cả chúng sanh. Đây chính là đại từ đại bi. Đem cái tâm yêu thương này mở rộng, sân hận liền tiêu trừ. Nếu như trong lòng thường hay nhớ đến những việc không vui, con người đó đắc tội với ta, con người này ta vẫn chưa báo thù họ, ngày ngày khởi lên cái ý niệm này, cái ý niệm này không tốt, cái ý niệm này là oan oan tương báo không hề kết thúc. Hơn nữa, cái ý niệm này là nghiệp nhân của địa ngục. Một ý niệm rất không tốt. Tại vì sao không nghĩ tốt cho người nhiều một chút? Thấy nhiều cái việc tốt của người khác làm, đem cái ý niệm này chuyển đổi lại, thì liền tiêu được cái tội nghiệp của địa ngục. Cho dù có nghiệp nhân, duyên không có, thì sẽ không đọa địa ngục. Cõi ngạ quỷ là lòng tham, cái điều này cũng rất khó đoạn. Phải có cảnh giác cao độ. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tri túc thường lạc, quyết không mong cầu quá đáng, bạn liền qua được rất an vui, rất tự tại. Ngày tháng bạn qua được rất khổ cực. Khổ từ do đâu mà ra? Tham cầu, lòng tham không có biên giới, đó là khổ hải vô biên. Nếu như tri túc, khổ của bạn liền dừng lại, đình chỉ. Đời sống sau này là thường lạc. Đến lúc nào lìa khỏi được cái khổ, tri túc thì khổ sẽ không còn. Mặc áo, áo biết đủ. Ngày ngày nghĩ tưởng mặc quần áo tốt, cái khổ đó sẽ không còn. Ăn uống biết đủ, không còn chú trọng đến sắc hương gì, cái khổ đó cũng không còn. Cho nên năm dục sáu trần, bạn tri túc đối với thứ nào, cái khổ của loại đó liền rời khỏi bạn, liền khổ được vui.
Phật Bồ Tát, các tổ sư Đại Đức đều thị hiện như vậy cho chúng ta thấy.